Nếu bàn làm việc của bạn ở ngay gần giường, não bạn có thể bị nhầm lẫn khi bạn bước vào phòng ngủ vào buổi tối vì nó sẽ không biết nên giải quyết công việc hay đi ngủ. Này, tôi thậm chí không cần nhiều thứ như vậy để bối rối đâu, bạn hiểu ý tôi chứ? Chúng ta là những sinh vật trực quan. Vì vậy, môi trường xung quanh có thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho những nhiệm vụ cần làm. Đó là lý do tại sao tập thể dục trong công viên hoặc phòng gym sẽ dễ hơn tập trong phòng khách, nơi bạn thường thư giãn. Nếu có thể, hãy để phòng ngủ của bạn chỉ dành cho các hoạt động ngủ và thư giãn, có nghĩa là không có máy tính, công cụ làm việc hoặc TV. Để điện thoại ở phòng khác nếu có thể, dùng đồng hồ báo thức thông thường để không bị cám dỗ lướt tin tức. Bằng cách này, bạn sẽ khiến não bộ tin rằng phòng ngủ là một môi trường an toàn và bạn sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Khi bạn trở người và căng thẳng về việc đó, sẽ khiến nhịp thở của bạn trở nên ngắn và nhanh, nằm ngửa và hít thở sâu. Sau đó cố gắng xem không khí đang đi đâu. Nếu bạn cảm thấy lồng ngực căng lên thì có nghĩa là bạn đang thở nông đấy. Cố gắng hướng hơi thở vào bụng thay vì ngực. Khi thức dậy, bạn phải hít thở sâu để mở rộng lồng ngực. Nhưng lúc này, khi bạn đang nằm ngửa, không khí sẽ tự nhiên đi vào bụng. Nếu không, hãy hướng không khí một cách có ý thức. Hãy thử mẹo này, thở ra và làm trống phổi của bạn. Hít vào bằng mũi trong 4 giây. Bụng bạn phải căng lên, giữ nguyên như vậy trong vòng 7 giây. Thở ra bằng miệng và cố gắng làm việc này trong 8 giây. Lặp lại 4 lần. Đừng để ý đến tôi chỉ nhìn thôi. Đảm bảo hàng ngày trong phòng đều có không khí và nhiệt độ mát mẻ, khoảng 16 đến 19 độ C nhé. Thoạt đầu có vẻ hơi lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể bạn sẽ giảm xuống trước khi bạn đi vào giấc ngủ. Vì vậy, nếu phòng quá nóng, có thể bạn sẽ không ngủ được. Rơi vào hang khi đến giờ ngủ và ban ngày để có được môi trường tối yên tĩnh và mát mẻ. Hãy làm tương tự, cố gắng loại bỏ mọi tiếng ồn, ngay cả với nút tai nếu cần và chặn ánh sáng. Bạn thức dậy vào nửa đêm và... Ôi không, 2 giờ sáng rồi, tại sao chuyện này lại xảy ra với bạn? Một số người ngay lập tức chìm vào giấc ngủ nếu họ thức dậy vào nửa đêm. Nếu bạn thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại, đừng nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Bạn sẽ chỉ bị căng thẳng đấy. Tốt hơn là quay mặt đi. Hãy ngồi dậy và làm việc gì đó. Đừng lướt điện thoại hoặc làm bất kỳ công việc trí óc khó khăn nào vì nó sẽ đánh thức bộ não của bạn nhiều hơn. Hãy thử một số hoạt động giúp thư giãn như đọc sách và đừng để ánh sáng trong phòng quá chói. Điều tương tự cũng có hiệu quả khi bạn bắt đầu đi ngủ. Cần thiết là phải nhất quán và cố gắng đi ngủ vào cùng một giờ mỗi đêm. Nhưng nếu bạn không ngủ được và cứ lăn lộn trên giường, bạn sẽ chỉ cảm thấy bực bội thôi. Nếu không ngủ được sau 20 phút cố gắng, hãy thử làm các hoạt động thư giãn nhé. Những thói quen hàng ngày ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nếu bạn dành cả ngày để làm việc đó và sau đó lướt mạng xã hội trong nhiều giờ, cơ thể bạn sẽ không có cơ hội để mệt mỏi và não bạn có nhiều khả năng sẽ tỉnh táo do nhận được quá nhiều thông tin trong ngày. Thử ra ngoài đi dạo, dành thời gian ở ngoài để hít thở không khí trong lành. Một số người không thể ngủ nếu uống quá nhiều cà phê vào buổi sáng, vì vậy có lẽ bạn nên bỏ cà phê hoặc đơn giản là không uống vào buổi chiều. Nếu bạn tập thể dục hàng ngày, ít nhất là một bài tập nhẹ 15 phút trong những ngày bạn cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì, bạn có nhiều khả năng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn vào ban đêm. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập luyện thường xuyên gần như cắt giảm một nửa thời gian con người cần để chìm vào giấc ngủ, giúp họ có thêm 40 phút để ngủ. Chỉ có một quy tắc, đó là cố gắng không tập thể dục quá muộn vào buổi tối, trừ khi đó là yoga, giãn cơ hoặc gì đó thư giãn và có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn. Thời gian sử dụng thiết bị là một trong những vấn đề lớn nhất vì chúng ta dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hoặc các thiết bị khác. Cố gắng tránh việc này ít nhất 1 hoặc 2 tiếng trước khi đi ngủ. Cơ thể hoạt động theo một chu kỳ được gọi là nhịp điệu tuần hoàn. Đó là đồng hồ bên trong cho chúng ta biết thời gian, không nhất thiết phải khớp với giờ trên đồng hồ thông thường và gửi tín hiệu là đã đến giờ ngủ. Những tín hiệu đó dựa trên những thứ từ môi trường, ví dụ như tiếng ồn và ánh sáng. Trước đây, việc cản ánh sáng tương đối dễ dàng. Chỉ cần kéo rèm cửa là bạn đã ở trong một căn phòng tối rồi. Nhưng điện thoại và công nghệ đã làm mọi thứ đảo lộn. Điện thoại phát ra ánh sáng xanh ngăn chặn melatonin. Đây là hormone thông báo cho cơ thể đã đến giờ đi ngủ. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại, hãy giảm độ sáng màn hình và thử cài chế độ ban đêm để lọc ánh sáng xanh. Lượng ánh sáng chúng ta nhìn thấy là một yếu tố quan trọng để cơ thể biết khi nào đi ngủ. Bạn có thể mở rèm vào buổi sáng cho ánh sáng ban ngày tràn vào phòng để cơ thể biết đã đến lúc thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Nếu bạn chịu không nổi việc thiếu ngủ trưa thì ít nhất hãy chợp mắt càng sớm càng tốt. Bật báo thức để tránh trường hợp bạn ngủ được 3 tiếng trên ghế và cuối cùng lại không ngủ được sau đó.
ngủ 20 phút và trước 3 giờ chiều nhé. Nếu bạn định ăn một chiếc burger, khoai tây chiên hoặc pizza pepperoni lúc 11 giờ tối, đừng ngạc nhiên nếu bạn sẽ khó ngủ trong một thời gian dài. Kết thúc bữa tối vài tiếng trước khi đi ngủ nhé. Nếu bạn đói trước khi ngủ, hãy ăn một chút gì đó nhẹ nhàng. Tránh thức ăn khó tiêu vì nó sẽ khiến cơ thể tỉnh táo. Và ngay cả khi bạn cố gắng ngủ, cơ thể bạn cũng không được nghỉ ngơi tốt. Nó sẽ phải làm việc chăm chỉ để tiêu hóa hết lượng thức ăn đó. Ngoài ra, khi bạn nằm xuống giường ngay khi ăn no, cơ thể sẽ không có đủ thời gian để đốt cháy hết lượng calo đó. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên thức sau những bữa ăn như vậy, ngay cả khi định ngủ trưa. Bấm huyệt thư giãn nằm ở ngoài cổ tay, bên dưới lòng bàn tay, thẳng hàng với ngón út của bạn. Bạn sẽ tìm thấy khoảng trống nhỏ ở đó. Sau bóp lên xuống hoặc xoay tròn trong 2-3 phút. Làm ở cả hai tay. Ngoài ra còn có một vị trí trên chân giúp cơ thể thư giãn trước khi ngủ. Tìm chỗ cao nhất trên mắt cá chân của bạn. Bây giờ đo khoảng cách bằng chiều rộng của 4 ngón tay phía trên mắt cá chân. Nhấn vào điểm nằm sau xương cẳng chân lớn nhất của bạn. Sau bóp lên xuống hoặc xoay tròn trong vài giây. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng bạn không ngờ là nó có hiệu quả đâu. Bạn thử tự nhủ hãy tỉnh táo xem. Tương tự như việc cơ thể bạn không chịu ngủ khi bạn ra lệnh, có lẽ nó cũng nổi loạn không biết chừng. Nghĩ đến một nơi đẹp đẽ, yên tĩnh, bãi biển đầy cát, hàng dừa, hàng cỏ, nắng trên da bạn, nước biển trong vắt, không có ai xung quanh ngoại trừ những người bạn quan tâm. Hãy khơi dậy trí tưởng tượng của bạn và tạo ra một kịch bản hoàn hảo để giúp cơ thể được thư giãn. Đi tắm thật thoải mái. Khi bạn không muốn làm bất kỳ hoạt động đặc biệt nào nhưng muốn cơ thể thư giãn, tốt hơn là bạn nên tắm bằng nước ấm. Ngâm chân trong nước nóng cũng có thể cải thiện giấc ngủ của bạn. Một số người nói rằng họ ngủ ngon hơn khi ở trong khách sạn. Có thể bạn làm tất cả những việc cần thiết rồi, nhưng nệm và gối lại không phù hợp với bạn. Bạn nên nâng cấp giường ít nhất 5-8 năm một lần. Có thể sẽ đắt thật, nhưng giấc ngủ ngon là vô giá mà. Viết lách cũng là một hoạt động thư giãn và giúp bạn ngủ ngon hơn. Khi ở trên giường, bạn thường nhớ lại những việc khiến bạn căng thẳng trong ngày hoặc thậm chí là những việc bạn cần làm vào ngày hôm sau. Lập danh sách những điều khiến bạn quan tâm. Viết thêm một danh sách gồm những điều tích cực đã xảy ra trong ngày để não bạn có thể tập trung vào sự kiện tích cực đó. Ngủ ngon nhé!